trong giới thần bi lý vân tiêu dùng một đạo hồn ảnh hiển hiện bởi vì hao phí lực lượng quá lớn giờ phút này duy trì hồn ảnh cực kỳ khó khăn hắn lóe thân lên xuất hiện ở phương thốn sơn tới bên bờ linh tuyền mang hồn lực cho ta mượn dùng một chút hắn không nói hai lời chụp vào cây non côn ngô thần thụ bèo cây non cảm giác nguy hiểm lập tức rời vị trí trốn đi xa xa hư ảnh nhạt nhạt, nhạt xuất hiện trên cây non là bộ dáng nam hải dùng giọng non nớt nói ngươi muốn làm gì Ngươi không biết hồn lực với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao, vậy mà muốn cướp đoạt. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cô ngô thần thụ quả nhiên là thiên địa trí bảo, không ngờ có linh thức nhanh như thế, hắn nói. Ta đánh cược với người ta, hôm nay đã giàu hết đèn tắt, mượn hồn lực của ngươi tẩy bổ, sẽ trả lại gấp bội. Thôi đi ba ơi, hồn lực còn có thể trả. Ngươi bây giờ tùy tiện cố gắng một ít, với ta mà nói là hao phí thật lớn. Ngươi vẫn nên nghĩ phương pháp khác đi, tóm lại hồn lực ta sẽ không cho mượn. Nam đồng loạn trọng kiên quyết không chịu. Lý Vân Tiêu tức giận nói, không nên rong dài với ta, hiện tại chúng ta đều là người trên một con thuyền, ta thắng được nguyên thạch kinh thiên, còn không phải mọi người cùng nhau chia tiền. Ngươi lại lải nhải rong dài lắm điều, nếu hại ta thua tỉ thí, lần sau trực tiếp bắt ngươi làm củi đốt. Nam đồng nháy mắt vài cái, nói, ta chính là côn ngô thần thụ, cho dù là phượng hoàng chân hỏa ta còn không sợ, chính là phàm hỏa mà muốn đốt ta. Ta sinh ra trong thiên địa ngũ hành chi, là siêu thoát ra khỏi ngũ hành, thủy hỏa bất xâm. Bất xâm con em ngươi, nếu đã ở trong ngũ hành chi thì phải chịu luật lệ ngũ hành khắc chế. Ta không tín dùng thiên hạ kim khí thái hạo càn khôn kim, không chém được ngươi. Lý Vân Tiêu đã suy yếu nói chuyện không còn khí lực, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Còn không tranh thủ thời gian, thời điểm này ngươi không ủng hộ ta, chờ ăn thái hạo càn khôn kim kiếm khí sao trong giới thần bi này, ngươi đừng mong cả đời thoát ra ngoài. Sắc mặt nam đồng trắng bệch, dường như thực sự, hắn khẽ cắn môi, nói. Chỉ cho mượn một chút, chỉ một chút, một chút mà thôi. Rong dài, mau tới đây. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẩn trương, vội vàng chụp vào nam đồng. Giờ phút này trong thuật luyện sư công hội, bản thể của hắn mở mắt ra, đôi mắt có tinh quang sáng ngời. Trong mơ hồ dường như có lôi điện lập lòe, vậy mà khối ngụy cực phẩm nguyên thạch chấn động, phanh một tiếng, suýt nữa nổ tung. Đại diễn thần quyết, luyện cho ta. Hắn vung tay lên, từng khoa đầu văn màu vàng hiện ra, không tiêu tan trên không trung, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, lập tức bao phủ khối ngụy cực phẩm nguyên thạch, tăng phẩm chất của nó lên. Hồn lực bành trướng cuồn cuộn không ngừng trùng kích, tân trạch khống chế khối cực phẩm nguyên thạch đã bị hồn lực bàng bạc làm chấn động, lại lách qua một bên. Vốn vẫn còn kiên trì cô đọng, tân trạch muốn tăng phẩm chất lên tới mức lớn nhất. Cảm nhận được hồn hải bành trướng, lập tức chấn động, tâm thần dung mạnh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun lên khối nguyên thạch của mình, lập tức bị chấn bay ra ngoài, rơi xuống mặt bàn, không ngừng xoay tròn. Chi, cái này. Tất cả mọi người lập tức đầu óc không đủ dùng, Lý Vân Tiêu hiện giờ có tinh khí thần như của người khác, còn mạnh hơn lúc ban đầu. Cực phẩm. Lý Vân Tiêu nói một câu, một chữ khoa đầu văn đánh vào trong nguyên thạch, lập tức tăng phẩm chất nguyên thạch lên tới mức cực phẩm hắn vẫn không có dừng tay hắn đánh ra pháp quyết cổ quái sau khi khối nguyên thạch tiến giai cực phẩm phẩm chất vẫn tăng lên nhanh chóng giống như chỗ xung kích tiên thiên nguyên đan phía trên cực phẩm trên cực phẩm nguyên thạch còn có một loại trạng thái nguyên khí giống như đá mà không phải đá hoàn toàn là nguyên khí tinh thuần nhất thế gian ngưng tụ thành thế nhưng mà trực tiếp nuốt vào thì không có chút tạp chất nào thậm chí là không tồn tại loại trạng thái này nguyên khí thạch một vạn không được một do cực phẩm nguyên thạch mờ mịt sinh ra được xưng là tiên thiên nguyên đan lại muốn trùng kích tiên thiên nguyên đan tâm thần bách lý công cẩn đại chấn trong hai mắt kinh ngạc lập loè tiên thiên nguyên đan chỉ có đạt tới cảnh giới lục giai như hắn mới có thể luyện ra hiệu dụng còn mạnh hơn cực phẩm nguyên thạch quá nhiều trên thị trường cũng không phải có tiền là mua được bởi vì sản lượng thật sự quá thấp không có vị thuật luyện sư nào hao phí hồn lực đi luyện nó ra trừ phi là những thế lực lớn truyền thừa vạn năm mới có thể có lực sử dụng chúng bồi dưỡng hậu bối tiên thiên nguyên đan không chỉ các hướng tiền các thuật luyện sư biết Đoạn Việt cùng Tân Bì cũng biết thứ này, toàn thân chấn động. Tân Trạch sau khi phun ra một ngụm tâm huyết cũng hoảng sợ không thôi nhìn qua Lý Vân Tiêu cô động. Giờ phút này phẩm chất viên nguyên thạch của hắn đã thua rồi, ba người bọn họ cũng triệt để thua tâm phục khẩu phục, không có chút oán hận hay không phục nào cả. Trong giới thần bi nội, Phương Thốn Sơn. Cây non côn ngô thần thụ ngã trái ngã phải, nó giống như khô quát, cành lá rung động. Một thân ảnh nam đồng chập chờn trong lá cây, dường như tùy thời sẽ tiêu tán theo gió, Nam đồng trầm thấp không ngừng chửi rủa, đã nói một chút mà thôi, vậy mà trực tiếp quất hơn phân nửa hồn lực của ta. Ta chấm chấm chấm. Sau đó âm thanh nhỏ dần không thể nghe được, dần dần lâm vào trong ngủ say. Lý Vân tiêu giờ phút này toàn thân đều là kim quang màu vàng, hai con ngươi mang theo kim quang lập loè, thỉnh thoảng có kinh văn như nòng nọc nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn có thể thi triển đại diễn thần quyết thư thích như thế, dần dần dung nhập vào trong huyền diệu đó, một chữ trong cơ thể bao hàm quy tắc thiên địa không ngừng giúp hắn cảm ngộ. Tiếp tục dung nhập thiên địa, cái này chấm chấm chấm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, loại trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu này, hắn lại trong thời gian ngắn trải qua hai lần như vậy. Tiên thiên nguyên đan, ngưng. Lý Vân Tiêu đôi môi khẻ nhếch từng kinh văn khó hiểu hiện ra, mỗi một chữ đều làm thiên đạo quy tắc chấn động, dường như thân thể đại biểu cho quy tắc không gian, ngôn sướng pháp tùy. Khối cực phẩm nguyên thạch trong suốt biến thành mềm mại, mỗi một văn tự màu vàng tuyên khắc xuống thì nó mỏng hơn vài phần, dần dần mất đi trạng thái cố định, xen vào đó là hóa dịch. Đây cũng là tiên thiên nguyên đan A. À. Trừ Bách Lý Công Cẩn cùng Tân Bì ra, những người còn lại lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, nhao nhao lộ ra dị sắc liên tục. Tiên thiên nguyên đan đã thành. Lý Vân Tiêu một tay nâng tiên thiên nguyên đan không ngừng xoay tròn, sau đó quay người cười nói. Ba vị đại sư, nguyên đan đã thành, có thể chiến thắng. Nguyên đan đã thành, có thể chiến thắng. Hắn nói ba lượt mới làm cho mấy thuật luyện sư này từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Tân Trạch, cắt hướng tiền cùng Lữ Hạo Sơ ba người nhìn nhau, ba người trên mặt không có chút thần sắc xấu hổ nào mà chuyển biến thành bình tĩnh và sùng kính. Ba người chậm rãi đặt tay trước ngực, vậy mà cùng quỳ xuống nói. Ba người chúng ta bái phục, kính xin vân tiêu đại sư chỉ giáo vô thượng đại đạo. Tân Bì cùng đoạn Việt đã giật mình, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi nhìn qua chàng diện khó tin này còn khiếp sợ hơn nhìn thấy tiên thiên nguyên đan nhiều lắm. Làm cho ba gã tứ giai thuật luyện sư quỳ xuống bái phục, đây là tình huống gì? Nếu như chuyển đi, chàng diện này đủ làm dung chuyển cả võ giới nam vực. Mà Lý Vân Tiêu lại cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng, giống như với chàng diện này tập mãi thành quen. Tư thái phong đạm vân khinh này trong mắt Bách Lý Công Cẩn lại càng khiếp sợ, bình tĩnh này không phải đệ tử thế gia bình thường có thể có được, hắn giống như vương giả trời sinh, tiếp nhận thần tử quỳ bái. Chỉ giáo không dám nhận, có rảnh mọi người tâm sự là được. Lý Vân Tiêu cười cười thu hồi tiên thiên nguyên đan, cười hì hì đi tới cái bản thu thiên la diễm hỏa chiến kỷ, đồng thời mang tử vân côn ngô xí và thái hư âm dương ngọc phân biệt đưa cho nguyên hạo cùng bách lý công cẩn, cười đùa nói. Hai vị đại sư, xuất tiền đi. Tân trạch ba người nhìn nhau, lúc này mới đứng thẳng lên, cung kính đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Bách Lý Công Cẩn cùng Nguyên Hạo cũng phục hồi tinh thần lại. Bách Lý Công Cẩn cầm lấy Thái Hư Âm Dương Ngọc, khó có thể tin nhìn qua một hồi sau đó chậm rãi thở dài. Vân Tiêu đại sư, bất thế kỳ tài, thiên phú mạnh thậm chí còn hơn cả cổ phi Dương đại nhân năm đó. Tương lai thuật luyện đại đạo sẽ do đại sư chấp trưởng không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi phóng hai tay tới trước, phục bái thật sâu. Trong lòng Tân bì đại chấn, thiếu chút nữa con mắt rơi ra ngoài. Một màn này suýt nữa làm tâm thần của hắn thất thủ. Hỏa Ô Đế Quốc thuật luyện chi đạo đệ nhất nhân, Lục Giai Tông cấp thuật luyện đại sư Bách Lý Công Cẩn, mặc dù thấy tông chủ tụ Thiên Tông cũng bình khởi bình tọa, không ngờ cúi đầu trước tiểu tử này. Bách Lý Công Cẩn cúi đầu thật ra là phục bái vô thượng thuật đạo. Hắn ở trên người Lý Vân Tiêu cảm nhận được vô thượng thuật đạo này, làm cho hắn sinh ra lòng tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Lý Vân Tiêu ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là người truyền thừa vô thượng thuật đạo. Dễ nói dễ nói. Lý Vân Tiêu vội vàng nâng hắn lên, cười nói, Mặt khác không nói nhiều, trước tiên nên giao tiền thái hư âm dương ngọc đây. Tân Bỉ, bì... chấm chấm chấm. Bách Lý Công cần vội vàng truyền lệnh xuống, lúc trước bảo môn hạ bắt tay thu thập nguyên thạch, rất nhanh 5.000 vạn trung phẩm nguyên thạch đặt lên bàn. Nguyên hạo cũng gom góp 600.000 trung phẩm nguyên thạch, thu tử vân côn ngô xí. Sí. Lý Vân Tiêu nét mặt tươi cười như hoa, vui thích thu toàn bộ vào, nói. Lần sau nếu có loại tỉ thí này, nhớ rõ bảo ta a, cho dù là võ đạo hay là thuật đạo, ta đều tham gia. Mọi người nhìn thấy bộ dáng tham tài này, tất cả đều đầy hắc tuyến, trong đó làm gì có nửa phần thuật luyện sư cao quý, thuần túy là nhà giàu mới nổi. Bách Lý Công Cẩn vội hỏi. Vân Tiêu Đại Sư, có thể lưu lại vài ngày hay không, mọi người cùng nhau nghiên cứu thuật đạo một chút. Đương nhiên có thể. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng mà ta đúng hạn thu thủ lao. Mọi người, chấm chấm chấm. Không có vấn đề. Bách Lý Công cần đại hỉ, chỉ cần Lý Vân Tiêu chịu lưu lại, ra nhiều nguyên thạch hơn nữa hắn cũng nguyện ý, lập tức tâm tình thật tốt. Vài thuật luyện sư còn lại tâm thần kích động không thôi, vừa rồi Lý Vân Tiêu hiển lộ các loại thủ pháp và thuật lực đều làm bọn họ vô cùng kính nể. Bách Lý Công cần nói, Vân Tiêu đại sư thực lực kinh người, ta thấy ban huy chương tứ dai không phù hợp. Ta hiện tại chính thức tuyên bố Vân Tiêu đại sư tấn cấp ngũ giai thuật luyện sư, ban phát huy chương ngũ giai, các vị có dị nghị gì không? mọi người nhất trí lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết đồng ý tân bì nhíu mày dường như lộ ra vẻ làm khó hắn nhịn không được nói ra bách lý đại sư vân tiêu đại sư ta có một chuyện thương lượng sợ là vân tiêu đại sư không cách nào dừng lại ở công hội quá lâu bách lý công cần biến sắc không vui nói chuyện gì còn trọng yếu hơn nghiên cứu thuật đạo cho dù là hỏa ô đế quốc sụp đổ vân tiêu đại sư cũng phải lưu lại đám thuật luyện sư còn lại cũng có vẻ mặt địch ý nhìn chằm chằm vào tân bì ngay cả tân trạch hai mắt cũng mang theo lửa giận làm cho tân bì toàn thân mồ hôi lạnh đầm đỉa những thuật luyện sư này tất cả đều là tên điên một khi có liên quan tới thuật đạo thì giống như ăn xuân dược cái gì cũng không để ý tân bì lau mồ hôi lạnh trên trán giải thích nói phân phối danh ngạch tu di sơn đã xong trừ các đại môn phái lấy đi tổng cộng có 2.000 danh ngạch di động bị các thế gia tranh đoạt dựa theo lệ cũ những năm qua là ba đại đế quốc mỗi nước một ngàn danh ngạch bên trong tự hành phân phối mà quy tắc lần này có biến mấy thế lực lớn thương lượng với nhau quyết định ba nước đồng thời tổ chức tỉ thí để cho đệ tử có thực lực đạt được danh ngạch hai ngàn danh ngạch di động bách lý công cần cười lạnh nói đám thế lực lớn các ngươi cũng quá hào phóng cam lòng xuất ra một phần năm nhưng chuyện này có quan hệ gì với vân tiêu đại sư tân bì rõ ràng cảm nhận được nói móc và địch ý của bách lý công cần cười khổ nói lần này không chỉ quan hệ tới đế quốc và những thế lực truyền thừa phân tán kia, hơn nữa trực tiếp quan hệ tới mặt mũi đế quốc. Cơ hồ tất cả thế lực đã phân phối danh ngạch đều không cho tham gia, dù vậy, môn phái và thế lực khác muốn tranh giành danh ngạch nhiều như cá giết sang sông, cạnh tranh tất nhiên thập phần kịch liệt. Thành viêm vũ với tư cách là một thế lực của hỏa ô đế quốc, bản thân cũng không có phân phối danh ngạch, hơn nữa vân tiêu đại sư thực lực. Hắc hắc. Mọi người lập tức hiểu được, tân bì ý muốn Lý Vân Tiêu đi tận lực cướp đoạt nhiều danh ngạch không có những đệ tử thế gia và tông môn tranh giành dùng thực lực lý vân tiêu biểu hiện kim ô lôi thần đài tuyệt đối là ăn sạch tất cả sắc mặt bách lý công Cẩn biến hóa hư lạnh nói vân tiêu đại sư là thuật đạo kỳ tài ngàn năm khó gặp tham gia loại kiểm tra này cực kỳ nguy hiểm nếu như gặp chuyện không may ngươi đảm đương nổi không tân bì sững sờ sắc mặt đen lại nhìn qua lý vân tiêu vẻ mặt khẩn cầu lý vân tiêu trầm ngâm một lát cười nói để cho ta đi tự nhiên không có vấn đề nhưng mà cướp được danh ngạch phải do ta tự phân phối tân bì lộ ra vẻ sầu khổ nói dùng thực lực vân tiêu đại sư cướp đoạt vài trăm danh ngạch không thành vấn đề nhưng cũng không thể toàn bộ cho thành viêm vũ a chuyện này làm sao cân đối với các thế lực khác được lý vân tiêu cười nói yên tâm thành viêm vũ của ta không lưu danh ngạch nào cả đến lúc đó ta sẽ tổ chức một đấu giá hội bán toàn bộ danh ngạch này đi đổi thành nguyên thạch cái gì không lưu cái nào Chuyện này làm cho các thuật luyện sư giật mình, tỏ vẻ khó có thể lý giải. Lý Vân Tiêu giải thích lung tung: "Đám phế vật thành viêm vũ của ta có đi cũng chỉ lãng phí danh ngạch, cho nên vẫn nên phân cho các ngươi đi." Hắn cũng không thể nói thẳng chính mình có giới thần bi, muốn mang bao nhiêu người đi vào cũng được, cả nam vực còn không điên mất hay sao. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, hiển nhiên là không tin. Nhưng đây là tư ẩn của người ta, không thể hỏi được. Tân Bì nói: chỉ cần đoạt được danh ngạch nằm trong phạm vi hỏa ô đế quốc, ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ là từ đó không cách nào chọn lựa người ưu tú, ai có tiền thì kẻ đó có danh ngạch. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lãnh đạm nói. Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ? Nếu muốn chọn ưu tú chúng tuyển cũng được, vậy cứ rút một ngàn danh ngạch của các thế gia các ngươi phân phó xuống là xong a à. Đã muốn cam đoan lợi ích của các ngươi, lại nhìn chầm chầm vào danh ngạch bèo bọt không nhiều kia, bị đại nhân, làm người cũng không thể quá tham. Đương nhiên, còn có một biện pháp, chính là các ngươi vụng trộm dùng nguyên thạch ủng hộ các đệ tử có thực lực, dùng giá cao mua danh ngạch không phải tốt hay sao. Tân Bỉ vẻ mặt cười khổ, nói. Bỏ đi bỏ đi, có vân tiêu đại sư ra tay, hỏa ô đế quốc có thể tranh đoạt danh ngạch tất nhiên vượt qua hai đế quốc khác. Nhưng mà vân tiêu đại sư cũng phải cẩn thận mới được, những tiểu bối tham gia tranh đoạt danh ngạch vô cùng có khả năng là đệ tử từ vực khác tới, thực lực mạnh không được khinh thị. Hắn ngữ khí nói nghiêm trọng, Mỗi lần tu di sơn mở ra đều có hậu bối ba vực khác tiến vào. Nhưng đại đa số ba đại đế quốc đều cung cấp danh ngạch miễn phí cho bọn họ, đổi lấy chỗ tốt càng lớn. Nhưng mà có một ít thế lực sức nặng không đủ, trà trộn vào nam vực sau đó không chiếm được danh ngạch phân phối, cũng sẽ tham gia tranh đoạt danh ngạch còn thừa. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nói những đệ tử không phải thế lực lớn, cho dù là đệ tử của những thế lực siêu cấp, trong mắt hắn chẳng là cái gì cả. Tân Bì thấy hắn vẻ mặt vô vị, cũng biết không nên nói cái gì dù sao người ta thực lực bày ở đó phất tay đẻ chết vũ tông một người bại ba tứ giai thuật luyện sư thực lực bực này phóng nhãn cả thiên vũ đại lục cũng là tồn tại phượng mau lân giác thời gian tranh đoạt danh ngạch là 7 ngày sau địa điểm là quỳnh hoa đảo quỳnh hoa đảo lý vân tiêu lộ ra thần sắc nghi vấn hiển nhiên chưa từng nghe qua những người còn lại thần sắc cổ quái nhìn hắn đoạn việt nhịn không được lên tiếng nói không ngờ ngươi là đệ tử thế gia lại không biết đó là hồ nước giao giới giữa nam vực ba đại đế quốc, hồ nước tên là hồ minh tâm, rộng lớn khôn cùng, trực tiếp chảy vào nam hải. trong hồ minh tâm có ngàn hòn đảo, trong đó lớn nhất chính là quỳnh hoa đảo. tranh đoạt sanh ngạch thiết lập ở đó là công bằng. ân, tân bì gật đầu nói. hồ minh tâm không do bất cứ đế quốc nào quản lý, hiện tại đã bị mấy thế lực lớn không chế lại, bắt đầu tiến hành các loại bố trí. chủ yếu là quét sạch một ít yêu thú cao cấp, còn có thiết lập các ảnh thạch, tiến hành chiến đấu công bằng. Lý Vân Tiêu nói. Như thế rất tốt. Đã như vậy, bảy ngày sau gặp lại tại Quỳnh Hoa Đảo. Bách Lý Công cần thấy hắn muốn rời đi, vội hỏi. Vân Tiêu đại sư. Lý Vân Tiêu quay đầu lại mỉm cười, nói. Muốn học kiếp phù du, trần thế, thiên địa ba ấn, theo thứ tự là hai ức, năm ức, tám ức trung phẩm nguyên thạch. Muốn học huyễn ba thiên kinh quyết, thì 10 ức trung phẩm nguyên thạch. Còn thượng cổ kim văn, bao nhiêu tiền cũng không bán. Sau khi hắn báo giá tiền, lập tức cùng đoạn Việt rời khỏi thuật luyện sư công hội, biến mất phía chân trời. Bách Lý Công Cẩn và những người còn lại há hốc mồm, công khai ghi giá bán vũ kỹ không phải không có, nhưng đây cũng không phải là việc thuật luyện sư cao quý nên làm. Nhưng mọi người nhanh chóng kích động không thôi, chỉ cần có giá, bọn họ có thể học được vô thượng thuật đạo kia. Ngay cả Tân Bì cũng ầm ầm động tâm, huyễn ba thiên kinh quyết giá trị 10 ước hắn không mua nổi. Nhưng mà ba đại ấn quyết lúc trước hắn đã nhìn thấy tận mắt, uy lực vô cùng, giá trị của chúng không đắt. Nguyên thạch, nguyên thạch. Bách Lý Công Cần không còn giữ phong độ, hét lớn một tiếng nói. Mang tất cả sản phẩm thuật luyện của công hội bán ra đi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ 2.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Còn chưa đủ thì dán bố cáo ra ngoài, thuật luyện sư công hội dừng đối ngoại trong thời gian ngắn, tất cả thuật luyện sư đều nhận nhiệm vụ cho ta. Thân ảnh nguyên hạo bốn người lập tức biến mất trong phòng, bọn họ dường như cũng lo lắng như Bách Lý Công Cần. Vô thượng thuật đạo, một con đường lớn trải ra trước mắt bọn họ, chỉ cần dùng bọn họ dùng nguyên thạch đổi lấy là được, ai có thể không kích động. Tân Bì kích động không thôi, nhanh chóng cáo từ rời đi. Trở lại Vô Thượng Cung, Lý Vân Tiêu quan sát sông núi dưới đất, linh khí quấn quanh lượn lờ, tùy ý không thôi. Xem ra linh khí trong sơn mạch Vô Thượng Cung cũng không đủ dùng, ta phải đi nơi nào tìm nhiều linh khí như thế bổ vào đây. Trừ phi trực tiếp đoạt một đại siêu cấp thế lực linh xuyên đại mạch rót vào đây lý vân tiêu thì thào tự nói ném linh mạch vào trong giới thần bi sau đó đoạn việt nhảy lên đi vào tiểu tử ngươi thật muốn bán ba đại ấn quyết kia sao đoạn việt nhị không được hỏi ba đại ấn quyết của ngươi uy lực vô cùng cuộc đời ta ít thấy bán ra giá cả tiện nghi như thế thật không biết ngươi là thông minh hay là ngu ngốc lý vân tiêu dưới chân nhẹ dẫm tiến tới trên không phương thôn sơn ánh mắt của hắn nhìn ra xa nhìn vào khoảng không vô cùng vô tận ngươi nhìn không gian trong giới thần bi này lớn bao nhiêu hắn ngưng giọng hỏi đoạn việt khẽ giật mình hồ nghi không thôi đáp phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm lý vân tiêu gật gật đầu lập tức thở dài nói giới thần bi không biết do người phương nào luyện ra thủ pháp cực mạnh tuyệt đối vượt qua tất cả cao thủ đương thời chỉ có những truyền thuyết hư vô mờ ảo trong truyền thuyết mới có thể so sánh ngươi cũng biết trong đương thời vị đại nhân nào có vô thượng thuật đạo mạnh nhất không đoạn việt tâm thần dùng mình loại tồn tại đỉnh phong của đại lục hắn cũng nghe qua không ít truyền thuyết câu mày nói tự nhiên hẳn là thuật luyện sư công hội tổng bộ hội trưởng lỗ thông tử đại nhân đây cũng là suy đoán đương nhiên của hắn đã có thể thống lĩnh thuật luyện sư khắp thiên hạ bản thân tự nhiên có lẽ mạnh nhất mới đúng nhưng nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của lý vân tiêu thì mặt mũi đỏ lên nói chẳng lẽ không đúng sao lý vân tiêu mỉm cười nói lỗ thông tử đúng là rất mạnh nhưng hắn sở dĩ có thể đảm nhiệm hội trưởng cũng không phải thuật đạo của hắn có thể khiến người ta phục tùng, mà là người khác không thèm quan tâm, cũng không có người đi tranh giành, có thể cân đối thế lực khắp nơi. Đương kim thuật luyện chi đạo, thuật đạo chí cường nhân cũng không ở hóa thần hải. Trong hai mắt của hắn bắn tinh quang, nói từng chữ: "Người nọ ở trong thần đô." Trong lòng Đoạn Việt chấn động, thánh vực thần đô, địa phương võ đạo chí cao chí cường, ngôn sướng pháp tùy, thiên hạ không ai dám không theo. Nhưng mà chuyện bí ẩn như thế hắn làm sao biết được. Lý Vân Tiêu thu hồi tinh thần, thở dài. Nhưng mặc dù là vị đại nhân kia cũng không cách nào luyện chế ra thần vật nghịch thiên như giới thần bi này. Nó đã vượt qua phạm trù huyền khí, cho dù là những siêu cấp huyền khí trong truyền thuyết, cũng không cách nào bằng được. Sử sách ghi lại Á Chi Chu cũng kém vài đẳng cấp. Chỉ có thời đại thượng cổ thiên vũ đại lục, trong một ít truyền thuyết thần thoại hư vô mờ mịt mới có thể tìm được tồn tại có cùng cấp bậc. Vân Thiếu, Ý ngươi là. Đoạn Việt mang theo thần sắc không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, thập phần nghiêm túc nói, những thần thoại kia là có thật, giới thần bi tuyệt không phải võ giả bình thường có thể làm được, chủ nhân đời thứ nhất của nó nhất định là tồn tại thập phương thần cảnh. Nói ra thập phương thần cảnh, ánh mắt của hắn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cả đời sở cầu thần cảnh, mịt mù không thể biết. Hôm nay giới thần bi xuất hiện làm cho hắn tin tưởng vững chắc cảnh giới kia có tồn tại còn có phượng hoàng chân hỏa chôn giấu sâu trong linh hồn của hắn cũng là thượng cổ chân linh tồn tại thập phương thần cảnh đoạn việt thần sắc nghiêm nghị và kính nể trên mặt tràn đầy thần sắc hướng tới võ đạo trung cực thập phương thần cảnh thiên cổ đến nay vô số cường giả truy cầu vô thượng đại đạo là đây hai người trầm mặc một hồi lý vân tiêu tiếp tục nói hiện tại ta càng hiểu càng sâu về giới thần bi tuy nhiên ta vẫn không cách nào nắm giữ nó được chỉ có một ít phỏng đoán Giới thần bi vốn có nguyên khí dồi dào, tự thành linh khí không gian, nhưng chẳng biết tại sao hiện tại linh khí biến mất, có lẽ là trong vô số năm tháng trôi qua, có lẽ là năm đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng nói đúng hơn hiện tại khối giới thần bi này chính là một khối tử bi. Tử bi. Đồng tử đoạn Việt đột nhiên co lại, một phương tử bi đã kinh thiên động địa như thế, nếu như kích hoạt thì thế nào? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cuồng nhiệt, hơi kích động nói: "Nếu như ta suy đoán không sai, một khi linh khí đạt tới mức độ nhất định, khối giới thần bi sẽ sống lại. Đến lúc đó không chỉ có uy lực khó có thể dự đoán, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ linh khí, phương không gian này sẽ khuếch trương vô hạn, tự thành thế giới. Đoạn việt cả kinh toàn thân rếp run, tự thành thế giới là tồn tại nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Nhưng mà chuyện này quá mờ ảo, muốn tự thành thế giới cần linh khí cho dù rút sạch linh khí của thiên vũ giới cũng chưa chắc đủ. Ta hiện tại muốn chính là trước tiên kích hoạt nó." muốn kích hoạt giới thần bi phải mở ra tứ đại lĩnh vực tứ đại lĩnh vực đoạn việt nghi vấn nói không sai lý vân tiêu nghiêm mặt nói tiên võ giới chi làm đông nam tây bắc tứ đại vực giới giới thần bi tuy nhỏ thực sự ngũ tạng đều đủ cũng có tứ đại vực giới phân biệt là địa thủy hỏa phong mỗi thế giới vực có một viễn cổ trận pháp trèo trống trong quá trình tu luyện đại diễn thần quyết ta đã dần dần có thể cảm nhận được vị trí của bốn đại viễn cổ trận pháp. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất chính là linh khí. Đoạn Việt rốt cục hiểu vì sao hắn lại đi khắp nơi vơ vét nguyên thạch như thế, hắn nhịn không được nói. Ba đại pháp án của ngươi sao không bán giá cao, vì sao bán tiện nghi như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Việc buôn bán nha, ăn chút thiệt thòi sợ cái gì? Thuật luyện sư công hội giá trị không chỉ có chút tiền này, trước tiên làm tốt quan hệ với bọn họ đi đã. Hắn cười sáng lạn, hàm răng trắng đoãn hiện ra ngoài. Đoạn Việt lúc này dùng mình, sinh ra cảm giác lạnh cả người, thầm nghĩ thuật luyện sư công hội sắp không may. Lý Vân Tiêu thu liễm vui vẻ, ánh mắt trông về phía xa, nghiêm mặt nói. Ta sẽ đi hỏa chi vực giới ngay bây giờ, thân thể của ta tàng phượng hoàng chân hỏa, có lẽ thế giới này dễ mở ra nhất. Thân ảnh hai người biến mất ở phương thốn sơn, sau một khắc đã đi tới một khu vực hoang vu, cách phương thốn sơn mấy ngàn dặm. Nhìn qua nơi này là địa vực hoang vu sỏi đá, không có nửa điểm sinh cơ. Trong khu vực to lớn khôn cùng này phiêu đãng linh khí như có như không, cũng là hấp thu từ vô thượng cung, cơ hồ không cần tính. Nơi này chính là hỏa chi vực giới. Đoạn Việt cao mày nói, hắn không cảm thụ có gì khác biệt, trừ những linh khí ti tí, tí phiêu đãng ra, nơi này hoàn toàn mờ mịt. Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, một tay vung lên, niết ấn ở trước ngực, hắn đọc lẩm bẩm. Lập tức một khoa đầu văn màu vàng hiện ra, chính là đại giới thần quyết thân thể của hắn xuất hiện kim quang lập lòe dị tượng này hoàn toàn giống như đúc lúc thi triển đại diễn thần quyết một văn tự khó hiểu từ trong miệng lý vân tiêu bay ra thân thể của hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng trang nghiêm thần thánh đoạn việt nhìn thấy mà kinh hãi đây là bên trong giới thần bi lý vân tiêu chính là thần linh của nơi này không thể địch nổi khi kinh văn tối nghĩa đọc lên không gian bắt đầu rung rung giống như cánh cửa viễn cổ sắp mở ra truyền ra âm thanh nặng nề trong hoang mạc mênh mông sỏi đá chậm rãi xuất hiện đồ án dài rộng không biết bao nhiêu to lớn đồ sộ giống như một hung thú viễn cổ đang ngủ đông dưới mặt đất lý vân tiêu mở mắt ra hắn cũng giật mình nhìn qua đồ án to lớn này cho dù đang ở trên không trung quan sát đại địa cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé không nói nên lời không hổ là trận pháp có thể mở vực giới vậy mà to lớn như thế vốn có vài lần lòng tin lý vân tiêu lúc nhìn thấy chân dung của trận pháp thì nội tâm sinh ra cảm giác vô lực cái này chấm chấm chấm. Hắn vuốt vài tỷ khối trung phẩm nguyên thạch trên người, dường như còn chưa đủ nhét kẽ răng của hung thú trước mặt. Đoạn Việt cũng cảm thấy nội tâm ưu tư, nói. Nguyên thạch đủ không? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Có lẽ đủ nhét kẽ răng. Đoạn Việt, chấm chấm chấm. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không có việc gì, ta trước tiên kích hoạt trận pháp, có phượng hoàng chân hỏa tọa chấn trận nhãn, có lẽ kích hoạt không thành vấn đề, muốn vận hành trận pháp thì khó khăn. Hắn điểm vào mi tâm, lập tức chân hỏa biến hóa mà ra, trên không trung có hỏa phượng ngưng tụ, gào thét bay thẳng tới trung tâm trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, hắn đan điền hắn luyện hóa thanh liên địa hỏa không ngờ sinh ra sợ hãi và diên dĩ. Dưới thần hỏa, vạn hỏa thần phục. Đáng tiếc dùng tu vị trước mắt của Lý Vân Tiêu cũng chỉ có thể mô phỏng thần hỏa trong giới thần bi, nếu không thần hỏa xuất thế, cả nam vực thiên vũ đại lục ai có thể địch nổi hỏa phượng biến hóa thành lưu tinh xẹt qua bầu trời nó rơi xuống đất thì trận nhãn run run ánh lửa trùng thiên cả thiên địa chiếu sáng đỏ bừng nhìn qua giống như hoàng hôn ngày tận thế đặt mình trong biển lửa địa ngục loại cảm giác này lý vân tiêu đã trải qua một lần chính là tại thiên thủy quốc phượng hoàng sơn ở trong thế giới ý thức chân linh phượng hoàng chính là nếp bàn chi hỏa dục hỏa trọng sinh đoạn việt trước uy thế của thiên địa này đã sớm sắc mặt trắng bệch nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái bình tĩnh một chút. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể lao như bay, hắn giống như đại bàng dương cánh lao thẳng vào trong biển lửa. Tiếng quát nhẹ chẳng khác gì chuông sớm chống chiều vang lên trong đầu đoạn Việt, kéo hắn từ trong kinh hãi trở về. Đoạn Việt đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngừng vận chuyển linh khí ngăn cản uy thế thiên địa này. Khi Lý Vân Tiêu tiến vào trong thế giới biển lửa, cả hỏa diễm trong thiên địa trở nên ôn hòa, không hề nóng bỏng hay cường thế. Kim Quang vận chuyển quanh thân Lý Vân Tiêu, trong đồng tử của hắn cũng có hỏa diễm màu vàng, không ngừng có khoa đầu văn tiêu tán lại sinh ra. Hắn đánh ra một ký hiệu, hỏa diễm bốn phương từ từ ngoan ngoãn lại, dường như bắt đầu được lực lượng của hắn dẫn đạo khuếch tán ra khắp trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được thiên địa uy áp dần dần yếu đi, lúc này nội tâm vẫn còn sợ hãi nhưng mở hai mắt ra, đã thấy phía dưới là biển lửa đỏ bừng, Lý Vân Tiêu đã sớm không thấy thân ảnh. Hắn biết rõ bổn sự của Lý Vân Tiêu cho nên không quá lo lắng, giờ phút này thanh liên địa hỏa trong người bắt đầu thích ứng cảm giác này chậm rãi bốc cháy lên có xu thế phát triển đoạn việt đại hỉ không thôi thanh liên địa hỏa chính là được phượng hoàng thần hỏa tẩm bổ nó dường như có dấu hiệu tiến hóa hắn vội vàng bảo thủ tâm thần bắt đầu chậm rãi hút hỏa nguyên tố trong thiên địa vào trong người dốc lòng bồi dưỡng thanh liên địa hỏa hỏa chính là thiên địa kỳ hỏa nó đã cùng tiến thoái với hắn trong giới thần bi thời gian vô hạn không có ngày ban ngày thay đổi không có số lượng ngày qua đi đoạn việt chậm rãi mở mắt ra trong mắt mang theo hỏa diễm đỏ bừng Loé ra hào quang kinh hỉ, thanh liên địa hỏa của hắn lúc này đã tiến hóa, uy lực hơn xa lúc trước. Hắn nhìn qua bên dưới vẫn là biển lửa khôn cùng, lúc này mới sinh ra một tia lo lắng, sợ Lý Vân Tiêu có chỗ ngoài ý muốn. Trong lúc này hỏa diễm phía dưới kích động, chúng từ bốn phương tám hướng co rút lại, hội tụ vào trung tâm trận nhãn. Hỏa vực vạn dặm trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, bị một nam tử thu vào trong lòng bàn tay, nó nhảy nhót đầy yêu dị. Vân thiếu, đoạn việt cả kinh kêu một tiếng. Lý Vân Tiêu toàn thân bành trướng vài phần, cơ bắp nhô lên, thân thể trở nên to con hơn trước, chính là phách thiên luyện thể quyết trí cường bá thể. Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngương trọng, chậm rãi cầm hỏa diễm trong tay đặt vào trong trận nhãn, lập tức cả trận đồ biến thành màu đỏ, như thái cổ dã thú ngủ sau trên mặt đất. Đoạn Việt vội vàng bay xuống, đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, khẩn trương hỏi. Như thế nào? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Đã kích hoạt trận pháp, nhưng mà thập phần không ổn định, hơn nữa không có linh khí rót vào, sớm muộn gì cũng khôn cạn lần nữa. Ta ý định làm trận pháp kèm thao, làm cho trận pháp viễn cổ này ổn định lại. Thần niệm của hắn khẽ động, lập tức không trung bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc một nhóm lớn nhân ảnh hiển hiện trên không trung, chính là mấy ngàn võ giả tu luyện trong giới thần bi. Đoạn Việt bị mấy ngàn người đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Tất cả mọi người cũng không hiểu cái gì, đang tu luyện thật tốt, vì sao không hiểu gì đã xuất hiện tại nơi đây. Chư vị, đều an tĩnh lại. Lý Vân Tiêu quát nhẹ, lập tức tất cả mọi người hiểu rõ nên không nói cái gì cả. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt lớn lao, tốc độ tu luyện cực nhanh không phải lúc trước có thể so sánh, nhìn Lý Vân Tiêu càng vạn phần kính nể, trong lòng vui sướng phục tùng. Lý Vân Tiêu lăng không bay lên, mang trên người khí chất tông sư, từ từ nói ra. Linh khí trong giới thần bi ngày càng thưa thớt, sợ là khó có thể thỏa mãn các vị tu luyện, ta tạm thời dựng linh khí hải trong khu vực này, mang tất cả linh khí rót vào nơi đây. Đồng thời ta cần 3.600 người thay ta trấn áp đại trận, chuyện này có ích với tu luyện của các ngươi. Tất cả mọi người thay phiên ra trận. Một đám võ giả đều phi thường kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Lý Vân Tiêu lấy mấy túi chữ vật trong nhẫn ra, chính là mấy tỷ trung phẩm nguyên thạch kia, tiện tay ném vào không trung, đánh ra một quyền. Oanh! Mấy túi chữ vật lập tức nổ tung lên, nguyên thạch bên trong bị nghiền nát toàn bộ, nguyên khí kinh thiên tỏa ra, cơ hồ nồng đậm tới mức mắt thường thấy được, như hóa thành thực chất. Chi, tất cả mọi người đều thất kinh, nguyên khí như thế suýt nữa áp bọn họ không thể thở nổi. Tùy tiện hô hấp vài cái đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vị có chỗ gia tăng. Ha ha, quá mức nghiện, ta không ngờ sắp đột phá. Mẹ nó, nguyên khí này giống như uống nước, lão tử cảm giác bị rót no bụng. Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, vội vàng hấp thu, không ít võ giả kẹt ở bình cảnh trong nháy mắt này đều đột phá tập thể. Lý Vân Tiêu lấy một tiểu kỳ ra, trong mắt mang theo tinh quang, chính là cơ sĩ thắng được trong thuật luyện sư công hội Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ, tuy tổn hại không chịu nổi, nhưng lại là cửu giai chiến khí hàng thật giá thật. Trong mắt của hắn bắn ra văn tự màu vàng, trực tiếp phá không mà ra, chiếu vào Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ, chiến kỳ sáng lên. Đồ án tổn hại không chịu nổi trên chiến kỳ đột nhiên tỏa sáng, sau đó chậm rãi phun ra một đạo quang mang màu đỏ, cả chiến kỳ bốc cháy trên không trung, dường như muốn hóa thành cho tàn, nhưng làm cho người ta giật mình là hỏa diễm không hề biến mất, ngược lại dần dần tăng lớn, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, gào thét mà xuống, bao phủ toàn bộ võ giả vào trong. Cùng lúc đó Lý Vân tiêu từ trên không trung ngưng khắc tận pháp, linh quyết chớp động ngưng tụ thành trận đồ trên không trung, tạo thành một đô án lớn, mạnh mẽ đâm vào biển cả linh khí, trận pháp bay vào trong đó lập tức hóa thành một đạo kim quang khuếch tán ra ngoài, rất nhanh bao phủ toàn bộ linh khí, ức chế linh khí tiết ra ngoài. Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ nhanh chóng biến lớn, một biển lửa lắng động trên không trung, bao trùm trên viễn cổ đại trận. Trong mắt trận lý Vân Tiêu bố trí một đám hỏa chân thân, chiến kỳ ở dưới biển lửa trở nên mạnh mẽ hơn trước. Hiện tại ta truyền cho các ngươi pháp quyết thi triển Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ này, các ngươi tu vị quá yếu, phải tập hợp 3600 người mới có thể thi triển được trong lòng lý vân tiêu thở khẽ một ký hiệu tối nghĩa ngưng tụ thành ngưng mà không tiêu tan cũng không có sóng âm truyền ra trong nội tâm mỗi võ giả đều có ấn ký bao phủ trực tiếp rót vào trong thức hải đoạn việt nhìn thấy thủ đoạn liên tục của hắn thì cả kinh hắn ở nơi này không gì làm không được hoàn toàn chính là một thần linh truyền pháp quyết cho mấy ngàn tên võ giả hắn bắt đầu yên lặng tu luyện cả biển linh khí bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm rất nhanh thiên la diễm hỏa chiến kỳ đã kéo dài trận kỳ ra cuối cùng điệp ra song song với đại trận viễn cổ, bổ sung cho nhau. Sau khi làm xong tất cả, Lý Vân Tiêu cười cười, lộ ra thần sắc thập phần nhẹ nhõm, nói: "Hắc hắc, thú vị, mặc dù ta ở bên ngoài cũng có thể rút uy lực của Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ, thật sự chờ mong a." À. Đoạn Việt nuốt nước miếng, nhìn qua biển lửa thông thiên, nếu như thả ra thì có uy lực vô cùng cường đại. Hắn mở miệng hỏi: "Vậy bây giờ nên làm gì đây?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Chờ 7 ngày nữa." chờ ta tăng thêm một tinh thì đi tới Quỳnh Hoa Đảo. Tấn chức một tinh. Đoạn Việt sững sờ một chút, đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu một trưởng chụp vào biển linh khí. Rất nhiều linh khí như kẹo đường bị hắn kéo ra ngoài, nuốt vào trong cơ thể, trên người tỏa ra kim quang sáng ngời. Cái này. Đoạn Việt triệt để ngây ngốc, ở nơi này là hấp thu nguyên khí, bây giờ chính là nuốt trực tiếp A. Hơn nữa làm cho hắn hoàn toàn ngốc trệ là. Lý Vân Tiêu bắt đầu bắn ra hòa quang tấn cấp, hắn không coi ai vào đâu, từ từ tấn cấp ngũ dài vũ quân. Ngũ tinh vũ quân, nói tiến dài liền tiến dài, muốn đột phá là đột phá, ngươi. Đoạn Việt triệt để im lặng. Thân thể Lý Vân Tiêu tinh thần đại chấn, nhìn qua hắn cười nhạt một tiếng, nói. Không phải muốn tiến dài thì tiến dài, sau trận chiến Kim Ô Lôi bệ thần và bại ba vị tứ giai thuật luyện sư. Tăng thêm mấy ngày qua ta kích hoạt trận pháp viễn cổ đã sớm đột phá tới cấp độ ngũ giai, nhưng bởi vì thiếu nguyên khí cho nên không cách nào tiến giai a, à. hiện tại chỉ là tu bổ mà thôi." Đoạn Việt nói. "Tu bổ." Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện bên ngoài vô thượng cung. Hắn một tay điểm ra, giới thần bi lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong mi tâm của hắn. Một khung hổ vương chiến xa gào thét bay ra, chở hắn tiến về phía Quỳnh Hoa Đảo. Tu Di Sơn sắp mở ra, tranh giành danh ngạch làm tứ phương chấn động tất cả thế lực không có vũ hoàng tọa chấn thì không thể thu được danh ngạch, phải thông qua thực lực bản thân cướp lấy. Mấy ngày qua tất cả đệ tử ưu tú của các thế lực đang chờ bên hồ Minh Tâm, cũng chờ cuộc cạnh tranh tàn khốc kia. Chấm chấm chấm. Trên hồ Minh Tâm, một nhóm người đang bàn tán. Lần trước ở trên Kim Ô Lôi Bệ Thần, một gã thiếu niên 15 tuổi phất tay đánh chết Vũ Tông, đó mới là chuyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần ấy. Nghe thế, những người khác cũng ôm bụng cười bỏ Đà Phong lộ ra vẻ không hài lòng, hư lạnh một tiếng liền không nói nữa. Lúc này có một người vỗ vai của hắn, lập tức giật mình, vội vàng quay đầu nhìn chính là cường giả vũ tông lúc trước, người này nhìn hắn mỉm cười, nói. Xin chào, ta tới từ thiên hương đế quốc La Thanh Vân. Ngươi vừa mới nói có thiếu niên 15 tuổi phất tay đánh chết vũ tông. Ha ha, ta rất có hứng thú, mau nói cho ta nghe nào. Đà Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh từ sống lưng lan ra toàn thân, tuy La Thanh Vân vẻ mặt vui vẻ, nhưng mà còn băng lãnh hơn cả hàn băng, hắn vội vàng nói những gì mình biết ra. Trang diện như thế ngoài sáng trong tối đều diễn ra khắp hồ minh tâm, thời gian chỉ có mấy ngày nhưng đã tụ tập mấy vạn người tại đây. Trong một đám người tương đối chen trúc, ở phía bên kia bờ hồ, tạm thời dựng một ngôi lầu vũ, khi thế phi phàm, nhưng chỉ có những người chủ trì tranh đoạt của các thế lực lớn mới được vào. Một gã nam tử áo xanh đang hưởng thụ trà thơm, vẻ mặt điềm tĩnh, hắn đột nhiên cười hỏi. Nghe nói thành thượng dương xuất hiện thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi, năm nay gần 15 tuổi, giơ tay nhấc chân có thể diệt sát cường giả Vũ Tông hài cốt không còn. Tân Bì huynh, có việc này không? Ha ha, Sở Vũ huynh nói giỡn, loại nghe đồn này khuếch đại quá nhiều, há có thể tin tưởng. 15 tuổi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, bây giờ có thể có thể đạt tới Vũ Vương cảnh cũng đã là thiên tài vô thượng rồi. Phất tay đánh chết Vũ Tông, ha ha, ngươi cũng tín. Một tên nam tử tóc đỏ sậm cười nói, thần thái lười biếng, vẻ mặt không tin nhìn qua Tân Bì nói. Tân Bì huynh, ngươi nói có phải thế không? Người nam tử tóc đỏ sậm này chính là Hoắc Sâm, chính là thành viên Hoàng Thất Mộc Húc Đế Quốc. Tên nam tử áo trắng chính là thành viên Hoàng Thất Thiên Hương Đế Quốc Sở Vũ. Cộng thêm Tân Bì, chính là ba người chủ trì tranh đoạt danh ngạch lần này. Tân Bì mỉm cười, nhưng không cách nào che giấu ngưng trọng trên mặt của hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong thế hệ trẻ tham gia tranh đoạt lần này có vài tên vô cùng cường đại mà để cho hắn lo lắng nhất là lúc này sắp bắt đầu thi đấu nhưng Lý Vân Tiêu vẫn chưa có tới. Sở Vũ trên mặt đầy hàn quang nhẹ nhàng nói chuyện này chưa hẳn có chút tiểu bối Thiên Phú cường đại lại bằng vào một ít siêu cấp vũ kỹ và huyền binh dưới tình huống xuất kỳ bất ý cũng có thể diệt sát Vũ Tông cũng chưa chắc không có khả năng tình cảnh ngày đó rốt cuộc như thế nào vẫn nhờ Tân Bì huynh giảng cho chúng ta nghe một chút thì hiểu rõ hơn. Tân Bì nội tâm cười lạnh không thôi nhàn nhạt, nhạt nói ra. Nào có truyền thuyết ly kỳ như vậy, chỉ là tiểu bối tranh đấu mà thôi, về sau trưởng bối nhì không được nên mới ra tay. Tên thiếu niên kia cũng chỉ tiếp một chiêu của cường giả Vũ Tông mà thôi. A, à, kết quả thì sao? Sở Vũ dường như hết sức quan tâm, tập trung tư tưởng lắng nghe. Kết quả. Tân Bì lộ ra một tia cười lạnh, khẽ nói: "Sở Vũ huynh cho rằng thế nào, một gã thiếu niên 15 tuổi tiếp một chiêu của Vũ Tông, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào?" sở vũ nội tâm chửi bới không thôi trên mặt vẫn cười ha hả nói ha ha tân bì huynh nói cũng phải tân bì híp mắt cười nói thiên hương quốc mấy năm này xuất hiện không ít thiên tài ta ẩn ẩn cảm giác trong những tiểu bối ở bên ngoài vẫn có cấp bậc vũ tông chật chật quả nhiên là làm cho người ta khiếp sợ vạn phần a sở vũ cười nói nào có tiểu bối cường đại bên ngoài cho dù có nhiều hơn nữa rất có thể là cao thủ của mộc húc đế quốc nha Hoắc Sâm phất tay áo, miễn cưỡng đứng lên, hừ nhẹ nói: "Sở Vũ huynh, ngươi đừng có giả bộ. Tất cả mọi người đều là Thất Tinh Vũ Hoàng, thực lực đám tiểu bối bên ngoài như thế nào còn tránh được mắt của chúng ta sao? Tên đệ tử gọi là La Thanh Vân kia ít nhất cũng là Tam Tinh Vũ Tông a." À. Sở Vũ mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia ngạo sắc, lập tức cười nói: "Giả vờ cũng không phải ta, nên là Hoắc Sâm huynh mới đúng." Quy quốc chỉ ít có ba gã cường giả vũ tông, hai gã nhất tinh, một gã nhị tinh còn có nói sai về phần tân bì huynh hỏa ô đế quốc có tên nhị tinh vũ tông thực lực ẩn ẩn đạt tới tam tinh a à. hoắc sâm không cho là đúng nói hừ nhiều người có làm được cái gì đến tầng thứ vũ tông này cách một tinh là một tranh lệch to lớn cho dù ba người người bọn họ liên thủ sợ rằng chưa hẳn là đối thủ của la thanh vân sở vũ cười nói lần này chỉ tìm kiếm danh ngạch mà thôi cũng không phải đánh nhau ẩu đả thực lực mạnh thì có thể làm được gì mấu chốt còn phải dựa vào vận khí mới được a ha ha vận khí con em ngươi hoắc xâm cùng tân bì nội tâm mắng như điên muốn tìm danh ngạch là cần vận khí nhưng muốn bảo trụ danh ngạch không mất đi cần phải có thực lực loại tranh đoạt danh ngạch này tuy quy tắc nội quy định không thể ác ý giết người nhưng chính thức chấp hành cực kỳ khó khăn giết người cướp của là chuyện bình thường đúng rồi tên thiếu niên có thể so chiêu với cường giả vũ tông tên gọi là gì có trong đám người này không Sở Vũ không nhanh không chậm hỏi. Tân Bì cười nhạt nói. Tên là Lý Vân Tiêu, còn chưa đến. Có lẽ nhìn thấy quá nhiều cường giả, sợ rồi cũng không chừng. Lão Hồ Ly, tiểu bối dám so chiêu với Vũ Tông có thể sợ hãi sao? Hai người khác mắng thầm. Ba người đều có tâm tư, nói chuyện không có hai câu là thực, không phải lừa gạt chính là cãi gọ. Kéo một hồi cũng không có kéo ra chuyện gì là thật cả, dứt khoát không nói thêm cái gì, bắt đầu thưởng thức trà chấm 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 Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên Hồ Vương Chiến Sa nhanh chóng bay tới Quỳnh Hoa Đảo đột nhiên trên bầu trời mây trắng xuất hiện một đạo mây đen ngay sau đó một đạo thiểm điện xuất kỳ bất ý đánh xuống đánh thẳng vào Chiến Sa Lý Vân Tiêu lóe lên trực tiếp lăng không vượt qua vài bước lúc này xoay vài vòng trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất Hồ Vương Chiến Sa bị lôi điện trực tiếp bổ trúng tự hành khởi động phòng hộ nhưng thoáng đã bị tiêu diệt nó phát ra tiếng vang nặng nề rơi xuống mặt đất một bóng người lăng không mà đứng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Nhạc cửu lâm, con mẹ nó ngươi tên điên này, lão tử bây giờ đi giúp hỏa ô đế quốc đoạt xanh ngạch, ngươi dám chặn đường ta, không sợ tân bì tới cửa lấy mạng của ngươi sao. Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới thì mắng to. Trên mặt nhạc cửu lâm không mang theo chút biểu lộ nào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Đừng nói mình vĩ đại như thế, ngươi là kẻ không lợi không dậy sớm, ta ngăn ngươi lại có mục đích rõ ràng giao con yêu thú và ngô câu xương tuyết minh ra đây, ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm hàn, tức giận nói. Không có yêu thú trợ trận, ta làm sao đả bại cường giả ba đế quốc tranh đoạt danh ngạch. Chậm trễ đại sự, đừng nói tân bì, sợ là tụ thiên tông cũng sẽ diệt sát người. Nhạc cửu lâm lúc này sắc mặt biến hóa, nhưng đảo mắt đã khôi phục như thường, lãnh đạm nói. Dùng thực lực của ngươi, cho dù không có con yêu thú kia, trong đồng lứa có ai địch nổi đừng vội nhiều lời, thi đấu tranh đoạt sắp bắt đầu, ngươi giao ra đây, ta không chỉ không làm khó ngươi, ngược lại còn tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, đường này ta tự đi mới tốt, ngươi thật không nhường. Lý Vân Tiêu hai con ngươi chớp lên, thân thể phát lạnh. Trong mắt nhạc cửu lâm hiện ra một tia làm khó, thở dài. Ta thực không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một ít. Ngươi biết rõ, không có khả năng đào thoát khỏi tay của ta. Trừ phi bách lý đại nhân xuất hiện lần nữa. Lý Vân Tiêu giận không kềm được, trong lúc đó đồng tử đột nhiên co lại, Mãnh Liệt nhìn qua sau lưng Nhạc Cửu Lâm, kinh hãi nói: "Ngươi, ngươi là tông chủ tụ Thiên Tông Tề Phong?" "Cái gì?" Nhạc Cửu Lâm chấn động, mồ hôi lạnh bao phủ ót của hắn, vội vàng hoảng sợ quay đầu lại, trong nội tâm lạnh buốt. Sau lưng trống rỗng, làm gì có bóng người nào? Lại dám đùa nghịch ta, hẳn ngươi cho rằng có thể trốn thoát." Nhạc Cửu Lâm giận tím mặt, Lý Vân Tiêu lại dám trêu đùa hắn? Mặc dù hắn thoát thân trong nháy mắt, hắn cũng chỉ là vũ quân làm sao có thể thoát được chứ. Hắn vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không trốn mà tiến tới, thân thể đã tiến tới rất gần, chớp mũi đối phương đã tới trước mặt của hắn. Chi, ngươi muốn điều gì? Nhạc cửu lâm giật mình, vội vàng lui về sau. Chỉ thấy trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo nụ cười cổ quái, trong đầu đột nhiên chấn động. Không tốt, là tinh thần công kích. Đột nhiên thức hải của hắn đau nhức, rất nhiều lực lượng vô hình nhanh chóng rót vào làm cho linh thức của hắn lập tức bị phong bế. Chỉ trong nháy mắt này, bàn tay Lý Vân Tiêu đánh ra một chảo, trong lòng bàn tay có kim sắc hoa đầu văn hiện ra, bao phủ trên người nhà cửu lâm. Đây là cái gì? Nhà cửu lâm dù sao cũng là ngũ tinh vũ hoàng, trong nháy mắt thất thần đã khôi phục lại, trong đôi mắt thanh minh, nhìn thấy một đạo kim quang đang vây khốn mình. Không ngừng có văn tự phong cách cổ xưa hiển hiện, trong nội tâm đầy khiếp sợ, nhưng cũng không bối rối, dù sao thực lực hai người chênh lệch quá lớn hắn chân tĩnh nói ra tu vị không tới còn muốn kháng cự ta biết rõ ngươi ý đồ xấu nhiều át chủ bài cũng không ít nhưng ở trước mặt ta cũng vô dụng Thân sắc lý vân tiêu vốn vô cùng ngưng trọng lập tức nhẹ nhõm khẽ mỉm cười nói không có gì mang ngươi đi nơi tốt đồng tử nhạc cửu lâm hơi co lại đang muốn vận chuyển chân khí đánh tan kim quang và văn tự cổ xưa lại đột nhiên thấy lý vân tiêu đang đọc các âm tiết khó hiểu thân thể của hắn tê dần hắn hóa thành quang mang bị Lý Vân Tiêu thu vào mi tâm. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên trong giới thần bi. Chi, đây là nơi nào? Nhà cửu lâm hoàng sợ thất sắc, chỉ thấy thiên địa đỏ bừng, nhiệt độ cao không tiêu tan, hắn như đang ở trong lồng hấp. Hắn vội vàng thả thần thức ra, lại hoảng sợ phát hiện nơi đây vô biên vô hạn, kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ảo thuật? Đây là ảo thuật gì? Thật mạnh. Ha ha. Một tiếng cười truyền tới, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện trước mặt hắn, cười nói: đây không phải ảo thuật. Về phần là địa phương nào, nơi cho ngươi biết cũng không sao. Bởi vì ta có thể dễ dàng chấn áp ngươi, ngươi đừng hy vọng thoát ra khỏi nơi này. Hắn một tay điểm ra, hỏa diễm hóa thành sợi dây chói buộc nhạc cửu lâm. Cuồng vọng, ngươi chỉ là một vũ quân, cho dù có huyền khí nghịch thiên, chẳng lẽ có thể chấn áp ta hay sao? Trong nội tâm nhạc cửu lâm ẩn ẩn sinh ra lửa giận hơn nữa nơi đây cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn trông thấy sợi dây bay tới trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý lôi điện chi lực đùng vang lên âm ầm đánh ra hóa thành vạn đạo lôi quang bao phủ các nơi a à, lôi quang của hắn mới bay ra được vài mét vậy mà vô thanh vô tức biến mất trên không trung thật giống như hỏa diễm gặp được nước phát ra âm thanh tê tê dập tắt sau đó biến mất sạch sẽ chi xảy ra chuyện gì trong nội tâm nhà cửu lâm đại trấn trong mắt mở to như chuông đồng kinh hãi nói. Ảo thuật, đây nhất định là ảo thuật. Nhưng mà không dùng được gì, ta và ngươi có trên lệch to lớn, bất luận ảo thuật gì cũng vô dụng. Vèo, ngay thời điểm hắn không ngừng rong dài, hỏa diễm lao tới chói buộc hắn, cuốn hơn 10 vòng sau đó khóa chặt hắn trên không trung. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, ngón trỏ điểm nhẹ, nhạc cửu lâm lập tức bị trọng lực mấy vạn lần bao phủ, lúc này rơi thẳng xuống hỏa diễm vô biên vô tận phía dưới. Khó có được ngũ tinh vũ hoàng cho thủ hạ ta luyện tập trận pháp, chư vị giữ vững tinh thần đi đưa vũ hoàng tới cho các ngươi luyện tập vừa vặn bắt đầu quen thuộc đại trận đấy hỏa xa trên người nhạc cửu lâm biến mất không thấy gì nữa thân thể có thể hoạt động tự nhiên nhưng lúc này trên mặt đất là biển lửa đỏ bừng đột nhiên bộc phát hào quang cực nóng thôn phệ hắn hừ hừ ngươi an tâm đối luyện trong này đi thời gian rất lâu đừng mong đi ra ngoài lý vân tiêu lạnh lùng cười cười thân ảnh này rời khỏi nơi đây dần dần biến mất không thấy gì nữa lần này xem như đủ may mắn giết nhạc cửu lâm trở tay không kịp trực tiếp kéo hắn vào bên trong giới thần bi nếu không thì hắn chẳng có chút phần thắng nào ở bên trong giới thần bi hắn chính là thần linh cho dù vũ đế đi vào cùng phải thành thật bị trấn áp lý vân tiêu kiểm tra hồ vương chiến xa cũng không có bị thương tổn quá lớn lập tức nhanh chóng lao tới quỳnh hoa đảo bên bờ hồ minh tâm tân bì đang đứng ngồi không yên thì thở ra một hơi nhìn thấy thân ảnh ở xa xa thì mỉm cười thỏa mãn Hồ Vương chiến xa không phải thế lực bình thường có thể có được, Lý Vân Tiêu xuất hiện lập tức khiến toàn trường chú ý. Nhìn rõ người tới, những đệ tử xem cuộc chiến thành Thượng Dương ngày đó sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ây, thiếu niên rêu rào này là ai? Giá đỡ thật lớn a. À? Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.